Xin chào quý vị khán thính giả đang quay trở lại với chương trình Thời sự 365. Thùy Trâm rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để cập nhật những tin tức thời sự đáng chú ý nhất, những tin tức nóng hổi nhất mỗi ngày. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn là người đầu tiên cập nhật được những tin tức mới nhất. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi đến với nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Tin COVID-19 sáng ngày 5 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 7.504 ca nhiễm mới với 3.207 ca cộng đồng. Đắk Nông lập hàng loạt chốt kiểm soát dịch dù đã ban hành kế hoạch sống chung với dịch. Hà Nội thêm 133 F0, trong đó có 61 ca cộng đồng. Lào Cai họp khẩn truy vết sau khi người bán hàng rong mắc COVID-19. Tin COVID-19 sáng ngày 5 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 5.704 ca nhiễm mới với 3.207 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 11 đến 16 giờ ngày 5 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.504 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh và 7.487 ca ghi nhận trong nước, tăng 911 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 3.207 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại Đồng Nai 953 ca, Bình Dương 917 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 912 ca, Kiên Giang 477 ca, Bạc Liêu 468 ca, An Giang 411 ca, Tây Ninh 305 ca, Bình Thuận 298 ca, Cà Mau 241 ca, Cần Thơ 199 ca, Sóc Trăng 193 ca, Đồng Tháp 166 ca, Tiền Giang 163 ca, Long An 140 ca, Hà Giang 138 ca, Đắk Lắk 135 ca, Bình Phước 107 ca, Gia Lai 94 ca, Vĩnh Long 92 ca, Hà Nội 91 ca, Bến Tre 90 ca, Trà Vinh 86 ca, Đắk Nông 76 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 74 ca, Ninh Thuận 55 ca, Nghệ An 51 ca, Hậu Giang 49 ca, Thanh Hóa 49 ca, Bắc Ninh 46 ca, Khánh Hòa 44 ca, Bắc Giang 43 ca, Phú Thọ 39 ca, Nam Định 37 ca, Lâm Đồng 30 ca, Quảng Ngãi 26 ca, Quảng Nam 23 ca, Hưng Yên 22 ca, Bình Định 18 ca, Quảng Ninh 16 ca, Đà Nẵng 14 ca, Hà Nam 13 ca, Hà Tĩnh 13 ca, Điện Biên 13 ca, Kon Tum 7 ca, Thừa Thiên Huế 7 ca, Lai Châu 6 ca, Thái Nguyên 5 ca, Ninh Bình 5 ca, Quảng Trị 4 ca, Quảng Bình 4 ca, Hải Dương 4 ca, Hải Phòng 3 ca, Phú Yên 3 ca, Lạng Sơn 3 ca, Thái Bình 2 ca, Sơn La 2 ca, Tuyên Quang 2 ca, Lào Cai 1 ca, Bắc Cạn 1 ca và Cao Bằng 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 953.547 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.680 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 948.646 ca, trong đó có 834.530 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Cạn và Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 436.629 ca, Bình Dương 237.158 ca, Đồng Nai 70.091 ca, Long An 35.500 ca, Tiền Giang 17.642 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.941 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 837.347 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.093 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.193 ca, thở oxy dòng cao HFNC 480 ca, thở máy không xâm lấn 112 ca, thở máy xâm lấn 292 ca, ECMO 16 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 phút ngày 4 tháng 11 đến 17h30 phút ngày 5 tháng 11 ghi nhận 70 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 33 ca, An Giang 9 ca, Bình Dương 6 ca, Long An 5 ca, Kiên Giang 3 ca, Sóc Trăng 3 ca, Hậu Giang 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Hưng Yên 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Đồng Nai 1 ca, Tiền Giang 1 ca,
Ninh Thuận 1 ca và Bến Tre 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 64 ca trên một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.412 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 4 tháng 11, có 1.365.149 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 86.319.808 liều, trong đó tiêm một mũi là 59.355.699 liều, tiêm mũi 2 là 26.964.109 liều. Đắk Nông lập hàng loạt chốt kiểm soát dịch dù đã ban hành kế hoạch sống chung với dịch. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Nông vừa thành lập mới nhiều chốt phòng dịch tại thành phố Giang Nghĩa, đồng thời tỉnh này yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage. Ngày 5 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Giang Nghĩa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, thành phố đã tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Giang Nghĩa cũng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch tại hai phường Nghĩa Đức và Nghĩa Thành. Vị này cho hay, việc thành lập chốt tùy theo tình hình địa phương chứ không phải phường nào cũng thành lập. Sau khi tỉnh chỉ đạo dừng các hoạt động không thiết yếu, thành phố cũng sẽ ra văn bản hướng dẫn cụ thể. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 12 giờ ngày 4 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Thành đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch nằm tại các cửa ngõ ra vào gồm chốt Bùng Binh Hồ Đại La, chốt vòng xoay cầu Đắk Nông, chốt ngã tư Trường Thành và chốt đường Võ Thị Sáu. Ủy ban nhân dân thành phố Giang Nghĩa cũng thống nhất nâng cấp độ dịch ở hai phường Nghĩa Thành và Nghĩa Đức lên cấp độ 4, nguy cơ rất cao, và toàn thành phố lên cấp độ 3, nguy cơ cao. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Giang Nghĩa để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân chia sẻ khó khăn với chính quyền bằng cách quyên góp lương thực, thực phẩm, nấu ăn cho người đang cách ly và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ông Hồ Văn Mười yêu cầu người từ vùng dịch về phải tuân thủ việc khai báo y tế và hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe của ngành y tế. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 11, tỉnh Đắk Nông quyết định dừng triệt để các hoạt động karaoke, massage và một số dịch vụ không thiết yếu khác cho đến khi có thông báo mới. Về tiến độ tiêm vaccine, theo lãnh đạo tỉnh này, cơ bản tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao, nhưng không được để sót trường hợp nào đủ điều kiện mà không được tiêm. Ngành y tế địa phương khẩn trương phối hợp với lực lượng công an cơ sở để tuyên truyền vận động bà con tiêm vaccine. Chậm nhất là chiều ngày 5 tháng 11, tất cả công dân trên 18 tuổi tại địa bàn tỉnh phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tính đến ngày hôm nay 5 tháng 11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 1.065 ca mắc COVID-19, trong đó có 888 trường hợp khỏi bệnh, 7 người tử vong. Hà Nội thêm 133 F0, trong đó có 61 ca cộng đồng. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 133 ca F0 được ghi nhận hôm nay có 61 ca cộng đồng, 33 ca phát hiện tại khu cách ly, 39 ca phát hiện tại khu phong tỏa. Các bệnh nhân được phân bố tại 20 trên 30 quận huyện: Gia Lâm 33 ca, Mê Linh 21 ca, Hà Đông 17 ca, Bắc Từ Liêm 11 ca, Chương Mỹ 8 ca, Thanh Xuân 7 ca, Hoàng Mai, Long Biên 6 ca, Ba Đình, Đống Đa, Đông Anh, Thường Tín mỗi quận huyện 3 ca, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đan Phượng mỗi quận huyện 2 ca, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Quốc Oai mỗi quận huyện 1 ca. Phân bố các F0 theo chùm ca bệnh ổ dịch: chùm liên quan ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 46 ca, chùm liên quan ổ dịch Bạch Chữ, Tiến Thắng 31 ca, chùm liên quan ổ dịch Phú La, Hà Đông 18 ca, chùm F1 các trường hợp sàng lọc ho sốt 13 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch 6 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 7 ca, chùm sàng lọc ho sốt 4 ca, chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 3 ca, chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa 3 ca, chùm liên quan ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị 1 ca, chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai 1 ca. Phân bố 61 ca cộng đồng theo chùm ca bệnh: chùm liên quan ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 22 ca,
chùm liên quan ổ dịch Phú La Hà Đông 14 ca, chùm F1 của các trường hợp ho sốt 6 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch 5 ca, chùm liên quan ổ dịch Bạch Chữ Tiến Thắng 5 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 4 ca, chùm sàng lọc ho sốt 4 ca, chùm liên quan ổ dịch đường 10 Cống Vị 1 ca. Phân bố 61 ca cộng đồng theo quận huyện: Gia Lâm 9 ca, Chương Mỹ Hà Đông mỗi quận huyện 8 ca, Thanh Xuân 7 ca, Bắc Từ Liêm Long Biên mỗi quận 5 ca, Đông Anh Hoàng Mai Thường Tín mỗi quận huyện 3 ca, Đan Phượng Đống Đa Hai Bà Trưng mỗi quận huyện 2 ca, Ba Đình Cầu Giấy Hoàn Kiếm Mỹ Đức mỗi quận huyện 1 ca. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 4.825 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.862 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.963 ca. Lào Cai họp khẩn truy vết sau khi người bán rong mắc COVID-19. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin một người bán hàng rong đồ chơi trẻ em bị COVID-19, trong đêm ngày 4 tháng 11, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, chủ trì cuộc họp với huyện Bảo Yên chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ngày 5 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có công văn chỉ đạo khẩn phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi xuất hiện tại cộng đồng ca dương tính COVID-19 đầu tiên của tỉnh là người bán hàng rong đồ chơi trẻ em, được phát hiện tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên ngày 4 tháng 11. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang và các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới có dấu hiệu tăng trở lại. Tỉnh Lào Cai trong ngày 4 tháng 11 phát hiện một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên. Đây là ca bệnh có lịch trình di chuyển rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người tại huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn. Để nhanh chóng dập dịch thành công, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, huyện tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cần tiếp tục tăng cường thực hiện đúng đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị địa phương nào thực hiện không nghiêm các công tác phòng chống dịch để xảy ra hậu quả thì người đứng đầu đơn vị địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tăng cường tuyên truyền thông điệp 5K, đặc biệt phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng đông người. Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ COVID-19 cộng đồng điều tra truy vết toàn bộ người từ tỉnh Hà Giang đến về địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 5, chỉ đạo các chốt giáp danh với tỉnh Hà Giang. Từ ngày 6 tháng 11, tổ chức xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 miễn phí, từ nguồn test nhanh ủng hộ, viện trợ cho toàn bộ người dân tỉnh Hà Giang qua chốt cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tăng cường thực hiện việc ứng dụng PC-COVID và các nền tảng công nghệ trong kiểm soát người đến về tỉnh Lào Cai bằng quét mã QR code để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong điều tra, truy vết, hàng ngày kết xuất dữ liệu người dân đến về tỉnh Lào Cai theo từng địa phương cấp huyện và gửi danh sách về Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo theo dõi, quản lý giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường quản lý người dân đi đến trên địa bàn, công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Y tế tỉnh Lào Cai tiếp tục chủ động liên hệ với Bộ Y tế để đưa vaccine phòng COVID-19 về địa phương tiêm cho người dân, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, rà soát về trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phòng chống dịch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung mua sắm khi cần thiết, tuyệt đối không để thiếu vật tư, không bị động khi có dịch xảy ra. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, Văn Bàn khẩn trương đề xuất mua máy xét nghiệm RT-PCR để chủ động xét nghiệm khi cần thiết, tiếp tục rà soát hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khi có máy xét nghiệm về tổ chức triển khai thực hiện được ngay. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng chức năng tại tất cả các chốt kiểm dịch và địa bàn tỉnh, lưu ý các chốt trên đường mòn, trên đường bộ giáp danh với tỉnh Hà Giang, kiểm soát chặt chẽ 24/7, tuyệt đối không để người lọt qua chốt mà không khai báo, duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của tổ COVID-19 cộng đồng, vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản, các tổ chức đoàn thể tại cơ sở trong việc phát hiện người đến về từ vùng dịch, tình hình di biến động của người dân trên địa bàn. Yêu cầu người dân đến về từ các địa phương có ca lây nhiễm trong cộng đồng tự theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày. Trường hợp có một trong các biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất người, đau ngực, nghi ngờ COVID-19 tiến hành xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 ngay.
Tỉnh này yêu cầu có phương án quản lý chặt chẽ hoạt động của người bán hàng rong trên địa bàn, đặc biệt các trường hợp bán hàng lưu động tại các chợ phiên hoặc di chuyển qua nhiều vùng đông dân cư để bán hàng, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung, yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ và người dân trong khu cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định nội quy của khu cách ly, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.